như vậy ở đây là cuộn dây, cuộn dây, mắc nối tiếp với tụ điện, Đấy. tụ điện có diện dung kháng Zc, cái này R, ZL. cho biết là U uh, hai đầu cuộn dây lệch pha pi trên hai so hai đầu đoạn mạch, tức là U RL vuông pha với U, à, U hai cái vuông pha nhau thì hệ thức hai cái vuông pha nhau thì điều này có nghĩa là tang phi rl nhân với tang phi hai cái vuông pha nhau thì tang phi lại bằng trừ một trừ một nghĩa là zl chia cho r nhân với zl trừ zc chia cho r bằng trừ một từ đây suy ra r bình sẽ bằng dấu trừ sang đây thì thành là zl ZC trừ ZL Vậy hệ thức này có nghĩa là ta chọn ZC trừ ZL Chọn phương án B